Sau đây sẽ là bài hướng dẫn bài nhảy dân vũ bài ca Phụ nữ Vĩnh Phúc. Trong bài hát này chúng ta có hai đoạn và trong bài hát chúng ta chia ra làm 5 tổ hợp 1, 2, 3, 4, 5. Hết đoạn 1 chúng ta sẽ lặp lại lần thứ 2 1, 2, 3, 4, 5 và bài hát sẽ lặp lại đoạn điệp khúc của tổ hợp 5 hai lần ở đoạn kết. Chúng ta sẽ bắt đầu từng tổ hợp 1. Tổ hợp 1 như sau. Chân chúng ta nhún như sau. Tay mở bên phải, mở bên trái, mở lên trên cao, mở lên trên cao, ấp xuống, mở ra, ấp xuống, mở ra. Tổ hợp này chúng ta lặp lại hai lần. Đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Lặp lại lần 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ ghép với nhạc tổ hợp 1. Vẫy tay 4 lần đơn và 2 lần kép đi sang bên cạnh. Vẫy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đi sang bên cạnh 2, 2, 3, 4, 5, 6. Tổ hợp này cũng được lặp lại 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối của tổ hợp 2 chúng ta lặp lại giống như tổ hợp 1, nhưng chân chúng ta làm đơn giản hơn. Dẫm chân bên phải, dẫm chân bên trái, tay lên trên cao, tay lên cao, ấp, mở, đếm nhịp cho tổ hợp 2 như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chúng ta sẽ ghép với nhạc. Khi bắt đầu có lời hát chị em ta, chúng ta sẽ làm động tác với tính chất tinh thần nhẹ nhàng yêu thương. Động tác chân 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, kết hợp với tay, tay bên trái ấp lên ngực khi mình bước sang bên phải, và khi mình bước về tay bên phải ấp lên ngực, sau đó ta lại bước sang bên phải, mở hai tay ra, ta bước sang bên trái, mở hai tay trên cao xuống như thế này. Ta sẽ kết hợp tay và chân thành tổ hợp thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện động tác tiếp theo trong đoạn tổ hợp 3. Tổ hợp 3 này có 2 đoạn. Mỗi một đoạn sẽ lặp lại câu hát chị em ta. Hôm nay chúng ta vừa thực hiện đoạn 1 là chị em ta đi sang ngang. Đoạn chị em ta ở câu hát thứ 2 chúng ta đi lên, đi xuống, động tác như sau. Ta bước chân phải lên trước, bước 1, đưa chân trái lên cạnh 2, bước chân trái 3, 4, lại bước chân phải 5, 6 và 7, 8. Từ đây ta lùi về phía sau 4 bước, 2, 2, 3, 4, và
dậm chân tại chỗ. 5, 6, 7, 8. Ta kết hợp với tay như sau. Tay mở chéo sang hai bên. Lúc đi lên và lúc xuống mình đưa tay lên trên cao. Tay chân ở đoạn 2 của tuần 3 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lùi xuống. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện tổ hợp 3 như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi về phía trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xuống. 2, 2, 3, tại chỗ rộng. 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ ghép với nhau. Tổ hợp 3. Chỉ vì em ta vốn sinh ra người một nhà. Chỉ em ta vốn sinh ra là con cháu dòng tiên. Chúng ta vừa ghép nhạc tổ hợp 3. Và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp 4. Tổ hợp 4 là câu hát nói về các huyện thị thành của tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Tổ hợp 4 như sau. Bước chân phải sang bên cạnh, mở tay bên phải lên trên cao. Bước chân trái sang bên cạnh, mở tay bên trái lên trên cao. Và lặp lại như thế. Tổng cộng 4 lần. Sau đó ta sẽ quay một vòng. Quay bên tay phải. Ta hạ tay xuống. Đếm nhịp như sau. Từ đây bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta quay một vòng. 2, 2, 3, 4, hạ tay xuống. 5, 6, 7, 8. Người Vĩnh Yên, người Vĩnh Tường, sông Lô lập thành, Tam Dương Tam Đảo yên lặng bình xuyên phúc yên. Sau khi chúng ta nhảy hết tổ hợp 4, câu hát sẽ quay lại từ đoạn chị em ta, nghĩa là tổ hợp 3. Chúng ta sẽ nhảy hết tổ hợp 3. Và đến tổ hợp 4 thì chúng ta có một chút thay đổi. Đó là ở động tác đưa tay sang hai bên như thế này. Chúng ta chỉ làm hai lần thôi. Chúng ta sẽ ghép với nhau. Chị em ta vốn như hoa nở giữa đời, việc nhà việc nước luôn sẵn sàng ba đảm đang, rồi dám chung hầu góp sức chung lòng vì quê hương. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tổ hợp 5. Tổ hợp 5 là đoạn điểm khúc trong bài câu hát Vĩnh Phúc trên con đường mới. Động tác của tổ hợp 5 như sau. Ta đi sang bên phải. Đi 1, 2, 3, gõ 4. Ta đi về bên trái. 5, 6, 7, 8. Sau đó ta vẫy tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại đoạn vừa rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi làm 2 lần động tác vừa rồi, ta có động tác tiếp theo của tổ hợp 5. Ta dậm chân tại chỗ và mở một vòng tay từ dưới lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đưa tay ngược cả 9, 10, 11, 12. Ở đoạn này chúng ta có lẻ nhịp. Chúng ta sẽ thực hiện đếm nhịp của tổ hợp 5. Bước sang bên cạnh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, vẫy tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vẫy tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chúng ta sẽ nghe nhạc đoạn 5. Trên con đường mới có chung em góp sức xây đời Vĩnh Phúc, muôn hoa rực rỡ.
thành 5 tổ hợp trong bài nhảy dân vũ bài ca Phụ nữ Vĩnh Phúc. Sau khi chúng ta nhảy hết đoạn 1, nghĩa là nhảy hết tổ hợp 5, âm nhạc sẽ quay lại từ đầu và chúng ta nhảy lần thứ 2 y như vậy, từ tổ hợp 1, 2, 3, 4 và 5. Tuy nhiên, đến tổ hợp 5, ở đoạn cuối chúng ta sẽ lặp lại điệp khúc Vĩnh Phúc trên con đường mới. Ở đoạn đó chúng ta sẽ thay đổi một chút, nghĩa là không nhảy nguyên tổ hợp 5 nữa, chúng ta thay đổi một chút. Ở đoạn này chúng ta sẽ nhảy động tác vẫy tay bốn hướng. Đây là hướng chính. Ta bắt đầu câu Vĩnh Phúc trên con đường mới lặp lại ở đoạn điệp khúc, để về kết thì chúng ta chuyển động tác vẫy tay ở bốn hướng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi chúng ta thực hiện 4 hướng về đến đây, chúng ta vẫn nối vào động tác của tổ hợp 5, đó là mở một vòng căng, dẫn chân tại chỗ, tay đưa lên ngực, kết thúc tổ hợp 5. Và lần lặp lại tiếp theo của câu hát điệp khúc này, chúng ta lặp lại động tác của tổ hợp 5 bình thường như ở đoạn trước. Hai lần. Ta sẽ ghép với nhau. Vinh Phúc trên con đường mới, có chung em góp sức xây đời. Vinh Phúc muôn hoa rực rỡ, có chung em cây trái tươi màu, đẹp muôn miền quê. Sau khi chúng ta thực hiện đoạn lặp lại điệp khúc tổ hợp 5, chúng ta có câu hát kết của bài. Câu hát kết của bài chúng ta sẽ lặp lại tổ hợp 1. Câu hát đó là câu hát dựng xây quê hương. Ta sẽ thực hiện lại tổ hợp 1 ở câu hát dựng xây quê hương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta rung tay hết nhạc. Chúng ta sẽ ghép cái nhạc. Dựng xây quê